Hiện cả nước có khoảng 500.000 người Việt Nam đang lao động ở nước ngoài với thu nhập tương đối ổn định, bình quân 200 triệu đồng trên người trên năm. Tham luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy Lào Cai khẳng định, Lào Cai đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động làm việc ở nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống di cư bất hợp pháp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý lao động, tích cực triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội các tỉnh biên giới, dự án hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động kết luận hội nghị bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung đề nghị các địa phương đơn vị cần tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đổi mới đào tạo kỹ năng nghề ngoại ngữ văn hóa cho người lao động tăng cường công tác bảo hộ công dân đi làm việc ở nước ngoài